Thưa quý vị, thưa các bạn, xúc tiến thương mại tạo liên kết vùng nhằm thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ đồng bằng sông Hồng là một trong những giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những hoạt động giao thương sẽ giúp doanh nghiệp trong vùng mở rộng thị trường, nâng cao sức mạnh cạnh tranh thương hiệu của sản phẩm. Phát triển liên kết vùng là một chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển nhằm khai thác phát huy cao nhất các tiềm năng lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Với vùng đồng bằng sông Hồng, đây là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước với hạt nhân là thủ đô Hà Nội. Vùng có vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế, động lực phát triển hàng đầu của cả nước với ba cực tăng trưởng là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hà Nội xây dựng rất nhiều những cái cơ chế chính sách đấy, để thu hút đầu tư, cơ chế xúc tiến thương mại, du lịch để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không riêng gì ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, mà cho cả các doanh nghiệp trong vùng và kể cả cho doanh nghiệp trong cả nước. Và hiện nay thì đang tập trung phát triển cái logistics để gắn kết các cái hệ thống của các cái tỉnh thành phố ở trong vùng vào với nhau để chúng ta giảm được những cái chi phí và để chúng ta có cái các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta nó có cái tính cạnh tranh được kể cả trong nước, trong khu vực và kể cả trên thế giới. Với những cái hoạt động mà thiết nước cũng cầu, rồi thì những cái hội nghị, ví dụ như cái hội nghị mà liên kết vùng như ngày hôm nay thì đã tạo cơ hội phát triển cái thương mại dịch vụ của tỉnh Thái Bình. Và tháng 3 năm 2023 thì tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức cái hội nghị phát triển thị trường lúa gạo. Những cái cuộc hội thảo mà phát triển những cái vùng như thế này, đây là một cái cơ hội cho tỉnh Thái Bình. Và thực sự là sẽ tạo một cái cơ hội rất lớn cho tỉnh Thái Bình trong cái việc phát triển, không những là phải liên kết các tỉnh để có tạo cái mối liên kết cung cầu. Rồi trên cơ sở đó thì có thể là hàng của Thái Bình sẽ được đẩy mạnh đi các tỉnh cũng như là thị trường ngoài nước. Trong những năm qua, một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã có sự phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng trong vùng và cả nước. Điển hình là Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, vân vân. Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các loại hình thương mại điện tử, chú trọng thu hút đầu tư hệ thống phân phối hiện đại, trung tâm thương mại, siêu thị đã góp phần làm thay đổi diện mạo ngành thương mại của vùng và cả nước, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các sản phẩm nông sản đặc sản như là gạo của Thái Bình, nhãn lồng Hưng Yên, thủy hải sản Quảng Ninh, Hải Phòng đã được tiêu thụ nhanh chóng, kịp thời, có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Phát huy cái hiệu quả của những chương trình kết nối này thì chúng tôi sẽ thúc đẩy có cái mối thúc đẩy hơn nữa, tìm kiếm được những cái đối tác ở trong nước. Với kinh nghiệm 30 năm của công ty thì hiện tại công ty chúng tôi đã phân phối những sản phẩm của công ty trên toàn quốc, 63 tỉnh thành trên toàn quốc và đã xuất khẩu đến hơn 20 nước trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi là thế mạnh của từng địa phương thì các hoạt động liên kết vùng cũng như xúc tiến thương mại mới chỉ mang tính chất tập trung ở một số ngành hàng nên chưa có tính lan tỏa rộng lớn. Tính hợp tác giữa các vùng còn chưa rõ nét và chưa được triển khai đẩy mạnh. Không gian và địa bàn liên kết còn mang tính tự phát giữa một số địa phương. Các vấn đề liên kết ngoại vùng hầu như chưa có. Ví như ngành giao nhận kho vận hiện nay, hầu hết các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng vẫn chưa có mối liên kết vùng rõ nét. Do vậy, vấn đề đặt ra cho thấy sự cần thiết của việc tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút liên kết, cùng đầu tư phát triển mạng lưới logistics, chợ đầu mối, các trung tâm trung chuyển và kho vận hiện đại, thông minh, gắn với cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu sẵn có trong vùng. Khi liên kết vùng được phát triển thì doanh nghiệp chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội để trao đổi, giao lưu, tiếp xúc và trao đổi những cái sản phẩm của từ tỉnh nọ đến tỉnh kia và từ vùng nọ đến vùng kia. Chẳng hạn như logistics, như ở Việt Nam thì logistics rất cao, từ 15-25%, nhưng mà ở các nước hạ tầng giao thông phát triển thì người ta chỉ từ 10-15%.
Nếu như liên kết vùng phát triển được thì chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí, trong đó có tiết kiệm về chi phí về logistics. Các chuyên gia nhận định, nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 30 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các địa phương trong vùng cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển vùng mang tính đột phá, xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, bảo đảm hiệu quả điều phối liên kết phát triển vùng đi vào thực chất. Ngoài ra, mỗi vùng cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trọng điểm, phát triển công nghiệp thương mại theo hướng hiện đại có khả năng cạnh tranh, đồng thời phát triển nông nghiệp bền vững, tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, nông dân văn minh. Liên kết tức là các cái doanh nghiệp, các cái tỉnh ấy, nó có quan hệ hợp tác và phối hợp với nhau. Thì muốn như vậy cần phải có cơ chế, cần phải có thể chế cho cái sự liên kết vùng đó. Thế hiện nay thì cấu trúc của chúng ta về mặt quản trị phát triển ấy, nó dựa trên cái đơn vị tỉnh chứ không phải là vùng. Đấy, cho nên ấy, muốn có một cái liên kết vùng đích thực về mặt thể chế thì phải có một cái hội đồng vùng mà có đủ quyền lực, có đủ nguồn lực và có một cái cơ chế vận hành ấy, nó mang tính hiệu lực cao. Thì như thế là chúng ta mới có thể là... Thế thứ hai là phải có những cái dự án liên kết vùng, phải bảo đảm rằng là những cái dự án ấy là nó vừa ấy là kết nối vùng lại với nhau để mà không bị tắc nghẽn. Xúc tiến thương mại, liên kết thị trường, chia sẻ kinh nghiệm liên kết phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch vùng miền, đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vùng miền và hệ thống phân phối sẽ là giải pháp để vùng đồng bằng sông Hồng cũng như các vùng kinh tế của Việt Nam phát triển bền vững.